Cô Nga. Huỳnh Bảo Anh à? Vâng ạ. Cam có nó mang đến cho ta sự hài hòa và gọi là đầy đủ cháu con cháu trong nhà. Quả táo thì là nó mang đến cho ta nhiều sự phú quý ạ. Còn nho đây là em trang trí vào để cho nó thêm sinh động cái mâm hoa quả. Và em muốn cảm ơn trung tâm đã đồng hành cùng bọn em để giúp bọn em có thể bay sang được bên Hàn Quốc ạ. Và em xin hết ạ. Em cảm ơn. Dạ vâng, con nhím ạ. Tại vì tượng đầu con rồng ạ, nó tượng trưng đầu con rồng màu đỏ. Vâng, con lân là nó là con lân nhưng mà người ta thường gọi là con rồng. Vâng, ở đâu đây, đuôi đây. Vâng, lựu với là hồng đây ạ. Vâng. Vâng. Ở Hàn Quốc cũng có trung thu này em biết không? Dạ có. Cái đấy em chưa học tới. Vâng. Chúc các em là cảm ơn các em là tin tưởng DJ và đến với DJ và mang đến thông điệp cảm ơn DJ ngày hôm nay. Chúc các em sớm có visa và ra Hàn Quốc để thưởng thức trung thu ở bên Hàn Quốc nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ.